Everybody wants to share it with you. One, two, three, repeat after me. I wanna live my life and live it fancy free. And if we walk that line, we were born to shine. Okay, to start your end and put your hand in mine. I wanna see you smile at me, so I need to show ya. And every day is not the same as every day before it. And life can keep on coming, baby, let's enjoy the moment. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái video mới, nó cũng là chủ đề DIY thôi. Thế nhưng mà video lần này thì nó sẽ hơi khó hơn một tí, bởi vì với một đứa mà không có hoa tay này như mình thì mình cảm thấy là cái chủ đề này nó có vẻ hơi khó ấy. Thế nhưng mà khi mà xem những cái chị Phan Hàn hay là những chị Phan Nhật mà làm ấy thì kiểu mình thấy kiểu siêu xinh, thế là mình đã cố gắng để làm thử cái video này để xem là nó có thành công hay không nhá. Cái video này thì ở đây mình đã chuẩn bị một vài dụng cụ, đấy là một cái tranh canvas. Cái này thì mình chọn size 18 x 24. Thực ra thì ban đầu mình định chọn size 20 x 20 cơ, nhưng mà bởi vì là cái shop mà mình mua ấy nó hết hàng, thế nên là mình đã phải chọn một cái size gần, đấy là size 18 x 24. Ngoài ra thì ở đây mình cũng đã tìm ở trên mạng cái hình mà nó chỉ có hình viền thôi mọi người. Mình không biết là cái tranh này nó gọi là cái gì nữa. Thế nhưng mà rất là may để là mình đã tìm được một vài cái hình của Treasure mà vẽ ra kiểu này. Ở trên mạng thì khi mà họ hướng dẫn làm cái tranh này thì họ thường là cho lên một cái ứng dụng vào đấy, sau đó thì dùng bút cảm ứng để vẽ. Thế nhưng mà mình thì không thể vẽ như thế được, bởi vì mình vẽ như thế thì xấu. Nên mình đã tìm ra trên mạng thì cái tranh canvas này trước này. Ở đây thì mình sẽ chọn màu xanh. Ở nhà mình không có nhiều màu lắm, mình đã chọn màu xanh nước biển. Mình sẽ lấy hai tông, đấy là xanh nước biển đậm và xanh nước biển nhạt. Ở đây thì mình đầu tiên là mình sẽ tô cái màu xanh nước biển đậm trước. Mình sẽ tô hai góc của cái bức tranh này thôi. Mình sẽ kiểu nó uốn uốn một tí cho nó kiểu mềm mềm, nhẹ nhẹ. Thường thì khi mà vẽ tranh canvas thì mọi người hay dùng màu acrylic ấy. Thế là ban đầu mình cũng định dùng màu acrylic. Thế nhưng bởi vì mình không có tí kiến thức nào về vẽ vời cả, thế nên mình đã mua nhầm. Cái hộp này của mình thì nó không phải là màu acrylic, thế nhưng mà nó lại đặt ở gần khu acrylic. Thế là mình đã mua nó. Thế nhưng mà trước cái bức tranh này thì mình đã vẽ thử một cái bức tranh canvas khác về cái màu này rồi. Và rất là may để ra cả bức tranh đấy nó vẫn khô dù cái màu này nó không phải là màu acrylic ấy, thế nên là mọi người có thể tham khảo cái màu này cũng được nhé. Mẹ cho thêm một ít nước vào để cho nó dễ tán. Sau khi mà mình đã vẽ xong cái phần màu xanh nước biển này rồi ấy, thì mình lấy thêm cái màu trắng, mình trộn với cả cái màu xanh nước biển đậm này thì mình sẽ ra một cái tông màu xanh là nhạt hơn, màu xanh kiểu hơi pastel một tí. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái phần góc dưới để cho bức tranh của mình nó có hai màu. Nếu mà nó chỉ có một màu không ấy thì mình trông nó sẽ kiểu hơi nhàm chán, thế nên là mình muốn có hai tông, tông đậm và cả tông nhạt. Thank you.
Bình thường là cái chanh mà các chị pha nước ngoài hay làm mà mình đã tham khảo ấy thì họ sẽ chỉ dừng ở bước này thôi. Thế nhưng mà mình thấy như thế này thì chanh nó kiểu hơi trống một tí. Thế nên là mình sẽ dùng những cái màu này để mình vẽ thêm những cái mảng màu nhỏ nhỏ nữa ấy, thì nhìn trông nó sẽ không bị trống lắm. Ở đây thì mình sẽ vẽ thêm một cái mảng màu nhỏ màu xanh pastel ở trên cái phần màu xanh đậm, với cả một cái phần xanh đậm, một cái mảng màu nhỏ nhỏ màu xanh đậm ở góc bên này. Như thế nhìn trông nó sẽ không bị trống lắm. Sau đó thì mình chỉ cần in cái tranh của Doyoung ra là xong rồi. Mình sẽ để cái ảnh gốc ở đâu đó trên màn hình để mọi người có thể so sánh xem nó có giống nhau không nhé. Cái tranh này thì mình sẽ in ra khổ 20x20, bởi vì là ban đầu thì mình định làm khổ 20x20 ấy. Thế nên là mình đã setup ở trên cái Word của mình là 20x20. Sau đó thì mình in ra. Và đây chính là cái phần mà mình đã in ra. Ra này, mình sẽ cắt nó bớt cái phần rìa đi một tí để mình áp lên cái tranh cho nó dễ. Đây, mình sẽ cắt nó nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà không cắt quá sát cái hình, bởi vì tí nữa thì chúng mình sẽ bị khó nếu mà chúng mình cắt sát cái viền ấy. Ok, sau đấy thì mình sẽ dùng cả băng dính. Ở đây thì mình chỉ có washi tape thôi, thế nên là mình sẽ dùng washi tape để mình dán cái bức tranh này lên cái tranh canvas của mình nhá. Cái điểm yếu của cái washi tape này đấy là nó không dính cho lắm, thế nên là cái lúc mà mình làm thì nó có bị bung ra nữa cơ. Nhưng mà mọi người có thể khắc phục bằng cách là mọi người cho nhiều băng dính hơn ấy, thì quấn quanh nó sẽ không bị tuột nó ra. Sau đấy thì bây giờ mình sẽ dùng kim để mình đâm theo cái viền màu đen của cái hình này. Ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể dùng cái mà để ghim lên cái bảng gỗ ấy, nhưng mà mình sợ là cái ghim đấy thì nó sẽ hơi bị to, nó sẽ làm cái lỗ của mình bị to, thế nên mình dùng cái kim này. Thế nhưng mà đâm cái kim này mọi người lúc ban đầu thì nó đau tay lắm. Với cả cái tranh mà mình mua hôm nay thì nó cái viền gỗ ở đằng sau ấy nó dày to ơi là to, thế là mình đã không nghĩ đến cái điều đấy. Mình đã cho cái tranh của mình nó áp sát xuống viền ở dưới ấy, thì mình muốn là nó sẽ có chân và sẽ có chân ảnh. Thế nhưng mà mình đã không hề nghĩ đến cái việc là mình sẽ không thể nào đâm kim qua khỏi cái viền gỗ được. Thì đấy là một cái lưu ý nho nhỏ từ cái thất bại của mình ấy, từ cái một trong những cái thất bại của mình trong cái bức tranh này. Thì mọi người có thể tham khảo là mọi người có thể bỏ cách cái phần màu đấy ra, bỏ cách cái phần có cái chân gỗ ra ấy, thì nó sẽ không bị những cái chấm 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 trên ảnh của mình. Thì mình sẽ cố gắng đâm là khoảng tầm vài mm ấy. Nói chung là mình cố gắng là đâm cho cái khoảng cách giữa hai cái lỗ của mình nó nhỏ nhỏ thôi. Ừ.
cứ đâm như thế thôi. Sau khi mà kiểu đã đâm hết xong ấy thì mình có thể bỏ cái ảnh của mình ra. Thực ra cái điểm yếu của mình đấy là cái lúc mà mình đâm thì cái ảnh của mình nó bị tuột ra ấy. Thế nên là cái bức tranh của mình nó sẽ không được đúng 100% chấm chấm như kiểu là cái ảnh gốc. Sau đấy thì ở đây mình sẽ chọn một cái kim với cả một cái cuộn chỉ màu đen. Mình thấy là kiểu màu đen ấy thì nó nhìn cho nó mạnh mẽ với cả nó hợp với cả màu xanh này. Đầu tiên thì ban đầu mình định dùng màu vàng cơ. Thế nhưng mà màu xanh với màu vàng cũng hợp ấy. Nhưng màu xanh với màu vàng thì nhìn trông nó kiểu không nổi bật lên hình của đôi ong ấy. Nên là mình đã chọn màu đen. Cái này thì mọi người không cần dùng chỉ thêu đâu, mọi người có thể dùng chỉ bình thường thôi cũng được. Ở đây mình cũng dùng chỉ bình thường ấy. Sau đấy thì mọi người luồn qua giống như kiểu luồn kim khâu quần áo bình thường, chứ không cần 4 sợi hay là 2 sợi đâu, chỉ cần 1 sợi là được. Sau đấy thì mọi người sẽ khâu theo cái chấm mà mình đã chấm ở đằng trước. Thực ra thì theo cái chấm này nó bị nhiều chấm quá mọi người sẽ bị loạn ấy, nên là mọi người có thể dùng một cái thủ thuật nào đấy. Nhưng mà ở đây thì mình vừa so sánh giữa cái tranh mà mình đã in với cả cái chấm chấm của mình để mình thêu. Cũng không gọi là thêu đâu nhỉ, chắc là kiểu khâu ấy, nhưng mà nó cũng tương đối fail đấy. Nó có một vài cái rất là fail mọi người ạ, nó có một vài cái rất là fail. Thế nên là kiểu mọi người có thể thử cái là chấm viền trước, sau đó thì thêu viền trước, sau đó thì thêu những cái xung quanh ấy thì cũng được. Mình nghĩ là cái đấy cũng có vẻ khá là ok, ok hơn là chấm một đống rồi thì không biết đằng nào mà lần như mình. Ở đây thì rất là may cho mình là cái ảnh của đôi ong mình nó có cái phần trừ một vài phần như cả phần tóc với cả phần tay là nó hơi bị rối một tí, thì những phần khác nó tương đối là thoáng thì nó sẽ không khó để nó so với cả cái ảnh mà mình đã in ra. Thế nên là về những cái phần mà kiểu nó thoáng thoáng giống như là kiểu phần ấy, phần thì mình thấy là nó tương đối ok, nó tương đối là sát hình. Còn hình tay của mình thì nó hơi fail, hơi fail. Phần tóc cũng thế. Với cả mọi người chuẩn bị nhiều cuộn chỉ vào nhá mọi người. Mình có những cái cuộn chỉ bé bé thôi và mình cứ nghĩ là nó sẽ đủ. Thế nhưng mà khi mà mình dùng xong cái cuộn chỉ bé đấy thì nó chỉ được 1/5 thôi mọi người ạ. Nó chỉ được có 1/5 thôi. Sau đấy thì ngày hôm sau mình đã chơi hẳn một cuộn ta đùng như thế này thì nó mới đủ. Cũng có thể là tại vì mình thêu bị tốn chỉ, mình hay cắt nó, cái đuôi chỉ nó to ra để nếu mà sau này nó có bị tụt thì mình còn sửa lại được. Thì đó, khi mà kiểu mình mua được cái cuộn chỉ này ấy, thì mình đã háo hức, thì nên là mình đã khâu được một ít rồi. Cái này thì mình làm bức tranh này trong mất 2 ngày liền. Đây là ngày hôm sau rồi mọi người ạ. Đây là ngày hôm sau khi mà mình đã tậu được con cuộn chỉ này, con chỉ to bằng đêm to đùng này. Sau đó thì mình mới khâu cái này. Mọi người đừng để ý phần tay nhé, phần tay của mình nó kiểu bị fail ấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà nhìn xa chắc cũng không ai để ý đâu. Mọi người đừng để ý nhé, mọi người hãy coi như là mọi người không để ý đi. Ok, thế là cái bức tranh của mình sau hơn một ngày, sau gần 2 ngày thì mình đã xong nó rồi. Mình nghĩ là về phần áo ấy, cái phần to nhất thì nhìn cho nó khá là được. Về phần tóc thì nhìn xa xa có lẽ là cũng không đến nỗi nào. Phần tay thì hơi fail fail ở đấy. Với cả thực ra thì cái ảnh của mình ấy nó sẽ kiểu nhìn cho nó đẹp hơn, nó sẽ đẹp hơn, nó chi tiết hơn. Còn cái tranh mà mình đã làm thì nó sẽ không có chi tiết bằng, bởi vì là cái chấm của mình nó không chuẩn. Với cả mình không giỏi căn góc ấy, mình cũng chấm không hết nữa cơ. Thế nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể thì nhìn trong 2 bức tranh thì nó cũng na ná nhau đúng không mọi người? Ok, thế là cái bức tranh của mình đã xong rồi đấy. Nếu mà bạn nào cũng muốn làm thì mình có tranh vẽ kiểu đen trắng này của 4 người, 4 thành viên. Đấy là Doyoung này, Asahi này, Yonggu với cả Yedam. Nếu mà bạn thích một trong 4 bức ảnh này, bạn muốn làm thử bức tranh này theo hình của 4 thành viên này, một trong 4 thành viên này, thì hãy comment mail ở dưới và tên thành viên cho mình nhé. Mình sẽ gửi đến tận tay mail của các bạn.
Ok, nếu mà các bạn thích video hãy đừng quên like, share và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Everybody wants to share it with you. 1, 2, 3, repeat.